Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tuần tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê Chứng khoán. Thì như các anh chị em cũng biết rồi, hàng ngày thì chúng ta sẽ có một bản tin video phân tích bộ ba tham số chung của thị trường và chúng ta liên tục cập nhật về mặt thiên hướng kỹ thuật và bản tin này sẽ được up lên trên kênh Hùng Lê Chứng khoán. Các anh chị lưu ý, chúng ta search từ khóa Hùng Lê Chứng khoán và ở đây là các cái bản tin mà chúng ta sẽ cập nhật hàng ngày. Như vậy một tuần ngoài bản tin tuần thì chúng ta sẽ có năm bản tin phụ các anh chị, năm bản tin phụ đó là năm cái bản tin mà cứ kết thúc một phiên giao dịch thì như vậy là Hùng Lê sẽ cố gắng làm rất là đều đặn để anh chị em của đồng nhà đầu tư chúng ta cập nhật thêm những cái xu hướng mà chúng ta đã có phân tích ở trong tuần và ngoài ra thì bản tiết tuần chúng ta sẽ được up lên trên kênh chứng khoán chiến binh trên cuộc sống thì đối với kênh này thì chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi từ năm 2018 cho đến thời điểm tại cứ kết thúc một tuần giao dịch thì chúng ta sẽ có một cái bản tin để phân tích bộ ba tham nội chung của thị trường và view các cái danh mục cổ phiếu cơ bản thì đó là những cái nội dung mà để chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những cái nội dung chi tiết của bản tin tuần này thì tuần phân tích từ phiên giao dịch ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 à, như vậy là chúng ta đã kết thúc tháng 6 và chúng ta đã kết thúc 6 tháng đầu năm và như vậy là chúng ta còn 6 tháng nữa thì chúng ta sẽ kết thúc tài khoá của năm 2024 Ờ, phần 1 chúng ta sẽ view lại bộ ba tham gia chung của thị trường VN30, phái sinh và VN Index Phần thứ hai chúng ta phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản Từ nhóm cổ phiếu trụ, nhóm cổ phiếu ngành bất động sản công nghiệp, nhóm thép, đầu tư uh, nhóm thép, nhóm ngành bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán Đó là những một số các cái nhóm ngành mà gần như tất cả những anh chị em nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán thì chúng ta đều quan tâm đến những cái nhóm ngành này Uh, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý tất cả những cái nội dung uh, trên video mang quan điểm cá nhân đúng lên lê vì vậy nhà đầu tư chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng uh, chúng ta sẽ tổng hợp uh, nhiều nguồn thông tin các anh chị nhiều nguồn thông tin để làm sao đó ở uh, trong quá trình đầu tư chúng ta uh, làm được một cái việc tốt nhất tối ưu nhất uh, trong quá trình mà chúng ta uh, chiến đấu ở trên thị trường làm sao đó để uh, <laughs> chúng ta có biên lợi nhuận tốt nhất và chúng ta phòng tránh được những cái rủi ro thì uh, quan điểm chung nó chỉ là như vậy thôi và kiến thức thì uh, theo quan điểm của hùng bây giờ nó rất là mở chúng ta có rất nhiều ở uh, các cái mạng xã hội chúng ta có rất nhiều những cái website và chúng ta cũng có rất nhiều các cái broker họ sẽ cung cấp cho các anh chị full option luôn tất cả mọi cái thông tin ngóc ngách trên thị trường và chúng ta chỉ cần uh, cố gắng chúng ta chắt lọc uh, anh chị nhá và với quan điểm cá nhân của hùng thì vẫn như vậy thôi uh, trưởng thành lên từ uh, nhà đầu tư và những cái sự va vấp ở trong quá khứ những cái bài học ở trong quá khứ thì mình chắt lọc lại mình uh, <laughs> gom góp lại để uh, mình chia sẻ đến với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư với một cái mong muốn duy nhất đó là uh, những cái gì tốt thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau còn những cái gì mà uh, khó khăn hoặc có những cái gì mà trên thị trường trong quá trình mà chúng ta đầu tư chúng ta um, có những cái điểm nào cần nhấn, cần tránh thì như vậy là cũng sẽ tiếp tục nói và um, quan điểm rồi uh, về mặt Uh, kỹ thuật ở trên thị trường thì không có một cái gì nó là tuyệt đối và mất tất cả mọi thứ nó đều là tương đối. Tuy nhiên tương đối dựa trên những cái nền tảng kiến thức thì uh, nó cũng giúp cho chúng ta rất nhiều các anh chị, chắc chắn là như vậy rồi <laughs> Chỉ số VN Index tuần từ phiên giao dịch ngày 24 đến ngày 28 thì ở đây đang view cho các anh chị em ở đây trên chart kỹ thuật giờ thì chúng ta thấy rằng là uh, điểm đóng cửa phiên tuần trước thì chỉ số VN Index của chúng ta ở khoảng quanh vùng 1283 điểm và như chúng ta đã có phân tích dự báo thì VN Index sẽ có những điểm tạo gáp ở khoảng quanh vùng 1285, 1287 và sau đó sẽ lần lượt đi ở lớp gáp các anh chị đúng không ạ? Và điểm lớp thứ nhất là vùng 1275 và điểm lớp thứ hai đó là vùng 1268 đến vùng 1270. Và các anh chị đã để ý và cũng đã làm các bản tin rồi. Trên giao dịch của ngày thứ hai thì cây nến giờ, à, cây nến giờ thứ hai trong phiên giao dịch của ngày 24 thì chỉ số VN Index chúng ta lần lượt bị mất ở vùng 1275 sau đó vùng 1268 và kết thúc phiên thì chỉ số VNI chúng ta lùi khá sâu về à, sát ở khoảng quanh vùng 1.250 điểm. Và từ phiên giao dịch ngày 25 cho đến ngày 28 thì về cơ bản chúng ta có phân tích một cái nền hỗ, hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 1.245 và à, điểm cả kỹ thuật của chỉ số VNI ở khoảng quanh vùng 1.260, 1.265 và điểm xa hơn sẽ hướng về vùng 1268 268 đến vùng 1 Trên thực tế thì trong tuần à, các cái điểm hồi thì nó chỉ hồi về được đến khoảng quanh vùng 1.265 điểm thôi. Và phiên ngày hôm nay là phiên kết tuần thì chỉ số VNI của chúng ta có mức giảm trên 13 điểm. Uh, tiếp tục kiểm định lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 1245 thì như cũng đã có phân tích cho các anh chị ở trong các bản tin gần đây thì chúng ta phải dự báo một kịch bản đó là gì? Nếu như trong trường hợp chỉ số VNI của chúng ta thất bại vùng 1245 thì nó sẽ <laughs> lùi lại ở cái khoảng sâu hơn đó là vùng 1233 đến vùng 1235. Và các anh chị nhìn thấy trong cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay có thời điểm chỉ số VNI của chúng ta đã lùi đến vùng 1240 và kết thúc phiên thì có lùi lại và rút chân lên được ở quanh vùng 1245. Tuy nhiên xét ở trên một cây nến ngày tổng thể thì đây vẫn là một cây nến giảm điểm các anh chị nhé. Vậy thì chúng ta sẽ dự báo xu hướng phiên giao dịch của thứ hai tuần tới, phiên ngày 1 tháng 7 đúng không chị? À chỉ số VN Index chúng ta sẽ có những điểm kéo gáp lại ở khoảng quanh vùng 1253 đến khoảng vùng 2255. Và sau đó thì nó sẽ tiếp tục uh, kiểm định, tiếp tục kiểm định vùng 1245 điểm và đương nhiên rồi. Trong trường hợp nếu chỉ số VN của chúng ta uh, Thủng ở vùng 1245 thì như vậy là chúng ta sẽ hướng đến vùng 1233 đến vùng 1235. Và khả năng cao thì như vậy trong ngắn hạn chỉ số VNU chúng ta sẽ test về ở khoảng quanh vùng 12... 1233 đến vùng 1235. Test đi thành công ở vùng này, thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục sự báo à, cái thiên hướng kỹ thuật đó là gì. À, sẽ hướng về ở khoảng quanh vùng 1260, điểm xa hơn sẽ là vùng 1268 đến vùng 1270. Và bản thân cá nhân Hùng Lê thì cũng vẫn à, kỳ vọng. À, trong góc độ ngắn hạn thì như vậy là VNI sau khi mà test xong vùng 1233 thì sẽ hướng lại cái vùng cả kỹ thuật vùng tâm lý ở đây đó vùng 1268 đến khoảng quanh vùng 270. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 á à, thì nó hoàn toàn tương tự như vậy thôi cái cách mà chỉ số vn30 test cung thì đầu tiên nó sẽ test về vùng 310 và sau đó thì những cái anh chị cũng đã nắm được những cái nội dung là trên bản tin phân tích tuần chúng ta có nói đến vùng 1290 1295 và vùng 1300 thì như vậy phiên giao dịch của ngày thứ hai thì về cơ bản là chỉ số vn30 của chúng ta đóng cửa quanh vùng 1290 và trong tuần từ phiên giao dịch ngày 25 đến ngày 28 thì ông tập trung uh, phân tích uh, các cái điểm chỉnh cung từ vùng 1275 đến vùng 1280 và cả thứ tư trên ở khoảng quanh vùng 1295 đến vùng 1297 ở đây thì các anh chị nhìn thấy là à như vậy là chỉ số VN30 chúng ta cũng đã có những cái điểm gì yeah, long sát lại đến vùng 1295 điểm và về cơ bản thì uh, chúng ta có một tuần chỉ số VN30 của chúng ta sideways ở trong một biên hẹp Vậy thì uh, với góc độ uh, nến kết tuần và cây nến giờ kết thúc phiên của ngày hôm nay thì các anh chị nhìn thấy đây là một cây nến búa với bóng trên và bóng dưới thì nó cũng khá là tương đồng với nhau tuy nhiên cái điểm đóng nến thì nó lại thấp hơn cái điểm mở nến đó các anh chị và đây là một cây nến búa đỏ chứ không phải một cây nến búa xanh vì vậy cho nên là gì chúng ta thấy rằng là cái lực chốt ở cuối phiên và kết phiên ngày hôm nay ở à, đó nó đã gia tăng lên thị trường và điều này đã làm cho chỉ số vn index và chỉ số vn 30 chúng ta có xu hướng giảm biệt Vậy thì dự báo trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới chỉ số VN30 chúng ta sẽ có các điểm kéo gáp nhẹ lên khoảng quanh vùng 1285, 1287. Sau đó thì nó sẽ tiếp tục kiểm định lại cái vùng 1270 đến vùng 1275 điểm ở đây. 1270, 1275 các anh chị nhé Và trong trường hợp nếu như chỉ số VN30 chúng ta Có chỉ dẫn các anh chị nhé Trong trường hợp nếu chỉ số VN30 chúng ta Bị thủng ở vùng 1270 Thì nó sẽ chỉnh cung tiếp về đâu Thì các anh chị sẽ xem ở trên trạc kỹ thuật ngày Để chúng ta nắm được cái nội dung này Thì mình cũng đã có phân tích rồi Và trong các cái bản tin hàng ngày thì đều có lồng ghép những cái nội dung này Đó, thì các anh chị để ý này Chúng ta nhìn thấy là chỉ số VN30 ở đây Có một vùng 1305 đến vùng 1315 Đúng không anh chị? Một lần, hai lần và ba lần ở chỉ số VN30 chúng ta vượt lên và sau đó nó quay trở lại test cung và điểm test 1 ở đây có một cái điểm test ở quanh vùng 1180 và các cái điểm test 2 ở trong tháng 5 thì nó ở vùng 1265 đến vùng 1266 điểm ở đây. Đó. Vậy thì trong cái trường hợp mà gì, trong cái trường hợp mà khi mà chỉ số VN, à VN30 chúng ta bị thủng ở vùng 1270 á, à 1275 á thì chúng ta sẽ cho những cái chỉ dẫn. À đây các anh chị, đó thì trên trạc kỹ thuật giờ thì sẽ cho chúng ta chỉ dẫn là gì? Khi bị sọt qua vùng này thì nó sẽ lùi lại ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật à, thấp hơn. Đó là cụ thể là gì? Đó là vùng 1265 đến khoảng quanh vùng 1266 và trong trường hợp tích lũy thành công ở vùng này dự kiến dự kiến tuần tới thì chắc chắn là khả năng là nó sẽ test về vùng này các chị và test tích lũy thành công của vùng này đảo lo thì như vậy là gì nhiệm vụ ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta vẫn kỳ vọng vn30 của chúng ta ở hướng về qua vùng 1340 và bứt được vùng 1340 thì các chúng ta sẽ phân tích xu hướng mở trend của thị trường cũng như chỉ số vn30 Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 F1B hay còn gọi là chỉ số phái sinh thì như chúng ta cũng đã có phân tích thôi. Lần lượt thôi, nó sẽ quay trở lại nó test cung và những cái điểm test kỹ thuật ví dụ như vùng 305 sau đó thì vùng 1295 đến vùng 1300 điểm và trong các bản tin tuần thì cũng có nói đến cái vùng à, uh, tỳ bật ở quanh vùng 1290 và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì như vậy là gì? Về cơ bản là chỉ số phái sinh của chúng ta uh, về quanh vùng 1290 và trong tuần từ phiên giao dịch ngày 25 đến ngày 28 thì chúng ta tiếp tục diện, uh, phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số phá sinh ở quanh vùng 1275 đến vùng 1280. Đồng thời chúng ta phân tích vùng cảng kỹ thuật ở vùng 1290 đến vùng 1295 và các anh chị đều nắm được các cái nội dung này qua các bản tin hàng ngày rồi và chúng ta sẽ không nói lại. Thì đối với chỉ số phá sinh trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, cái thời điểm là trước 14 giờ thì nó sau khi mà nó test ở đây là cái chị nó test ở vùng 1.280 điểm thì nó có một cái điểm long lại ở đây ở suy sát chạm vùng 290 trước khi mà nó có xuất hiện một cây nến m5 xoạc ở đây và à, có những cái thời điểm thì chỉ số phá trên của chúng ta à, test qua vùng 1275 rồi rút chân lên nhưng mà đóng cửa phiên thì nó ở vùng 1274.4 à, xét về tổng quan thì như vậy là chúng ta vẫn xuất hiện một cây nến đỏ trong phiên giao dịch ngày hôm nay với đà hiện tại thì chúng ta dự báo phiên giao dịch ngày thứ hai Chỉ số VN30F1M chúng ta sẽ hướng về khoảng quanh vùng 1280-1282 Sau đó thì nó sẽ tiếp tục uh, test lại vùng 1275 Điểm sâu hơn sẽ là vùng 1270 Và trong trường hợp nếu chỉ số VN30F1M chúng ta bị thất bại vùng 1270 Thì nó sẽ đến ở đâu? Thì như vậy là chúng ta sẽ nhìn ở trên trạng kết thúc ngày Để chúng ta nắm được các cái nội dung Thứ nhất, đối với thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là Phái sinh của chúng ta vẫn đang nằm ở trong một kênh xu hướng tổng quan Đó là kênh xu hướng Uptrend các anh chị và cái chân sóng cùng lấy cái chân sóng của tháng 11 của năm 2023 sẽ là chân sóng lớn và đỉnh sóng sẽ dự kiến của tháng 11 của năm 2025 với chu kỳ sóng tăng của thị trường chứng khoán là 2 năm tức là chúng ta sẽ có 2 năm xu hướng uptrend và 2 năm xu hướng downtrend thì các anh chị nắm được cái nội dung như vậy Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta có một cái kênh xu hướng nhỏ trên một cái kênh xu hướng tổng thì kênh xu hướng nhỏ này chúng ta đang có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật như thế nào thì ở đây chúng ta có nói đến vùng 1290 điểm đúng ạ và đến thời điểm hiện tại phiên kết thúc tuần thì như vậy là chỉ số phái sinh của chúng ta không giữ được vùng một và đang lùi xuống ở vùng một điểm và có thể tuần tới nó sẽ test về đến vùng một và trong trường hợp nếu như chỉ số phá sinh của chúng ta bị thủng ở vùng 1270 thì nó sẽ cho chúng ta một cái chỉ dẫn đây các anh chị đó là biên hỗ trợ đây và vùng 1250, 1255 và vùng 1260 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật và khả năng thì chỉ số phá sinh sẽ test về đến đây và sau đó thì nó sẽ diện nó sẽ có những cái phiên gọi là rút chân, tức là có những cái điểm râu nến dưới dài và sau đó nó có những cái điểm rút chân và những cái điểm rút chân đó thì nó sẽ rút lên được ở trên vùng 1250 đến vùng 1255 đến 1260 đó vậy thì khi mà chúng ta xuất hiện những cái cây nến gọi là những cây nến doji gọi là những cây nến đảo chiều sau một quá trình mà thị trường chỉ giảm thì đó sẽ là uh, cái thời khắc để chúng ta dự báo cái khả năng thị trường sẽ uh, chỉnh kết thúc cái nhịp chỉnh cung và sẽ bắt đầu tích lũy tạo nền tạo đáy và bắt đầu cái xu hướng phục hồi và sẽ hướng đến cái câu chuyện là trong nhịp này thì nó hoàn toàn tương tự như vậy thôi sau khi mà tích lũy thành công thì như vậy là chỉ số phá sinh của chúng ta cũng sẽ hướng các cái nhịp lo về khoảng quanh vùng 1340 đến khoảng vùng 1350 thì đó là một vài các cái ý để uh, dự báo về mặt thiên hướng kỹ thuật và như như vậy thì khi các anh chị em chúng ta nắm được một cái cách tổng quan như vậy rồi ạ thì chúng ta sẽ yên tâm đúng không anh chị à yên tâm đó và trong một cái xu hướng tổng quan rồi ở thị trường của chúng ta vẫn đang ở trong kênh xuống uptrend trung hạn thì như vậy là chúng ta sẽ tích lũy những cái vị thế cổ phiếu tốt để chúng ta cầm nắm các anh chị nhá và đặc biệt là với những cái vị thế mà chúng ta đang bị vướng đến cái tỷ lệ mặc thì các anh chị nên chủ động để xử lý để tránh những cái trường hợp chúng ta bị cô đơn giản chỉ có như vậy thôi Phần thứ hai, nội dung thứ hai của bản tin tuần thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào view ở các cái danh mục cổ phiếu uh, cơ bản các anh chị nhá. Và đầu tiên chúng ta sẽ view uh, danh mục cổ phiếu trụ. Cổ phiếu MB ở trong tuần vừa qua thì chúng ta có phiên ngày 28 tháng 6, tức chính là phiên ngày hôm nay thì MB chia cổ tức 500 đồng trên một cổ phiếu và à, về mặt lý thuyết thì chúng ta thấy rằng là vùng 61.5 đến vùng 61.7 đã trở thành vùng hỗ trợ à, tích cực của cổ phiếu MDG trong tuần vừa qua và nó tích lũy ở phiên giao dịch ngày 24 ngày 26 à, có điểm phục hồi lên vùng 63.5 trước khi mà phiên ngày hôm nay thì nó lại tiếp tục quay trở về test ở vùng 61.5 đến khoảng quanh vùng 61.7 dự báo ở tuần tới à, đây là một cây nến búa rút chân lên các anh chị này với lực cầu bắt khá là tốt cho nên là chúng ta sẽ dự báo ở khoảng quanh vùng 62 hoặc không thì sẽ ở khoảng quanh vùng 61.7 61.5. Đây sẽ là những cái điểm tích lũy quay trở lại và mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta sẽ hướng về vùng 64 đến khoảng quanh vùng 64.5. MSN vẫn là một mã cổ phiếu được khuyến nghị thu gom và với cái trend kỹ thuật của MSN trong thời điểm hiện tại. Tuần trước thì như vậy là MSN sau khi mà chúng ta đạt được mắc cái target kỹ thuật ở quanh vùng 80 thì như vậy là MSN đã quay trở lại những cái điểm chỉ cung quanh vùng 75 và tuần này chúng ta cũng có dự báo ở điểm 75. À tuy nhiên phiên giao dịch ngày thứ hai thì như vậy là MSN của chúng ta bị à, thủng ở vùng 75 thì nó sẽ lùi lại. À các cái điểm lùi lại sẽ ở khoảng quanh vùng 72.5 đến khoảng quanh vùng 13. tích lũy ở trong phiên giao dịch của ngày 26 27. Phiên ngày hôm nay cây nến giờ đầu phiên à, phục hồi khá là tốt. Tuy nhiên cây nến giờ kết thúc phiên thì nó lại xóa đi cái nỗ lực phục hồi ở trước đó cho nên là khả năng tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 74 đến khoảng vùng 74.3. Kỳ vọng test tích lũy thành công ở điểm này thì như vậy ngắn hạn thì chúng ta lại tiếp tục hướng về vùng 78 và điểm xa hơn sẽ là vùng 80. Cổ phiếu BVH cũng là một mã cổ phiếu trụ được khuyến nghị phân tích đầu tư ở trong cái thời gian vừa qua. Điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 44.5 thì các anh chị nhìn thấy trong phiên giao dịch của ngày 24 và ngày 25, thậm chí đến ngày 26 và thậm chí đến ngày hôm nay à, ngày 27 thì như vậy là BVH test tích lũy ở vùng hỗ trợ 44.5 và phiên ngày 27 thì bắt đầu nó có một cái điểm phục hồi và hướng lại vùng 47 47.5 ở đây là vùng cảng kỹ thuật cho nên là cổ phiếu nó sẽ bắt đầu có xu hướng quay trở lại tiếp test tích lũy và phiên ngày hôm nay là một cây nến à, cây nến test này nó test về quanh vùng 45.5 là một cây nến test à, tích cực vậy thì tuần tới à, chúng ta sẽ dự báo ở biên 45 <laughs> đến khoảng vùng 45.5 có thể là cổ phiếu nó sẽ ép lại một lần nữa ở đây test đi thành thành công đảo lo thì như vậy là nhiệm vụ sẽ hướng lại ở vùng 47 47.5 ở cổ phiếu Vinamilk cũng là một cái trụ mà nồng đã có lọc ra để view ở trong cái giai đoạn hiện tại à, Vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 65 ở các tuần gần đây thì như vậy là các anh chị có thể gì? À, chạm đến hỗ trợ này Thì chúng ta có thể lướt lát một ít, này đây vùng hỗ trợ này và đây cũng là gì, có vùng hỗ trợ 65, 65.2 này Có điểm long nhẹ lên quanh vùng 66 và uh, cây nến kết tuần thì như vậy nó quay trở lại test cho nên tuần tới lại vùng 65, 65.3 Test lũy thành công, nhiệm vụ ở trong thời điểm ngắn hạn thì sẽ hướng về cảng kỹ thuật 67, điểm xa hơn sẽ là vùng 67.5. Cổ phiếu G là có chia biết tuần vừa qua như là G có chia cổ tức nhỉ. Các anh chị kiểm tra lại nhé, kiểm tra lại. Thì đối với G ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là G cũng đã có một cái nhịp tăng tích cực ở tuần từ phiên giao dịch ngày 17 đến ngày 21 đúng không ạ? Suy đã lên được đến khoảng quanh vùng 67 và sau đó di quay trở về chỉnh cung. Thì quá trình chỉnh cung thì cũng có phân tích rồi, sự kiến duy sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 63 63.5 thì các anh chị để ý thấy là ở trong tuần á, phiên giao dịch của ngày thứ hai đó thì di test về vùng hỗ trợ và sau đó di có một cái điểm long và điểm ở đây thì nó lại chạm lại cái vùng 65. Là vùng cảng kỹ thuật thì nó lại quay trở lại nó test này, rồi sau đó nó lại long này, nó lại chạm cản trên của kênh xu hướng chéo và à, phiên cái tuần thì như vậy là nó đang bị thủng ở vùng 63 thì nó sẽ hướng đến khả năng tuần tới thì di sẽ có thêm một cái nhiệt rũ nữa và nó sẽ rũ về khoảng quanh vùng 61 đến vùng 61.5 nôm na ở khoảng quanh vùng 61.5 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của di và ở đây thì khả năng cổ phiếu sẽ bắt đầu chỉnh cung tỉnh nền tích lũy và quay trở lại phục hồi thì quá trình phục hồi thì như vậy thôi nó lại va vào vùng cản 63 này và nếu như trong trường hợp nó khỏe hơn thì nó có thể là nó sẽ va lại vùng cản 63 đến khoảng vùng 63.5 và ở đây là vùng cản thì rất có thể là khi về đây thì di lại bắt đầu có những cái nhịp gì ạ, những cái nhịp sọc lại. Đó, ok. Nhóm ảnh tiếp theo mà chúng ta sẽ đi phân tích đó là bất động sản khu công nghiệp. Cổ phiếu ITA nền hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 5.2 và như chúng ta cũng đã phân tích sau khi mất tích ly thành công vùng này thì khả năng nó sẽ hướng đến vùng 5.4. ITA trong phiên giao dịch ngày thứ hai có một lực cầu đột biến và đã giúp cổ phiếu tăng kịch trần kéo lên đến vùng 5.6 và Ờ, phiên ngày 25 thì tiếp tục kéo lên quanh vùng 5.7 Tuy nhiên là à, các anh chị nhìn thấy đúng không ạ à, những cái gì mà nó nhanh quá thì nó cũng không có tốt nó không anh chị nó phải từ từ và nó sẽ tích lũy nền nó đi từ từ thì nó sẽ rất bền còn đây chỉ là những cây nến buôn lên thôi và đây là cái nhịp buôn trap anh chị và chúng ta à, hạn chế đúng không ạ và chúng ta chỉ à, chú ý những cái điểm hỗ trợ những cái điểm nền nó sẽ rất là quan trọng thì ở quanh vùng 5.2 à, tuần tới thì lại quanh 5.2 rồi và không biết là vùng 5.2 thì nó sẽ tích lũy như nào thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá trong trường hợp tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy thôi nó lại hướng về vùng 5.4 à, vùng 5.4 à, bước được thì sẽ về vùng 5.6 5.6 sáu bước được thì nó sẽ về vùng 5.8 và nó cứ lần lượt như vậy thôi cổ phiếu <laughs> KBC à, chúng ta dự báo vùng hỗ trợ cái tuần quanh vùng 29 à, và dự kiến long lên được khoảng quanh vùng 30.5 thì trong tuần vừa qua long được khoảng 30.3 về cơ bản thì chúng ta thấy rằng đây là một cây nến đây là một cây nến trong phân tích kỹ thuật thì đây là một cây nến rất là hay điểm mút nến râu nến dưới dài và cái điểm đóng nến thì cũng gần như là đóng được ở điểm cao nhất phên và đây là một cây nến rút chân gọi là cây nến búa rút chân tích cực của cổ phiếu kbc với đài hiện tại thì có thể chúng ta sẽ quan sát ở phiên giao dịch ngày thứ hai trong trường hợp nếu như mà KBC mà rút lên được khoảng quanh vùng 29.2, 29.3 đây thì nó là tích cực này hoặc không thì nó có thể nó sẽ ép lại những cái điểm quanh vùng 28.5 và ngắn hạn ở đây thì khả năng KBC nó cũng sẽ có tín hiệu tích lũy tạo nền tạo đáy ở khoảng quanh vùng 28 đến khoảng vùng 28.3, 28.5 ở đây. Và cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta phân tích ở trong tuần mới. Cổ phiếu SZC dự kiến test tích lũy ở vùng 42 để phục hồi. Tuy nhiên, chúng ta thấy cây nến giờ trong phiên giao dịch ngày thứ hai cổ phiếu này bị thủng ở vùng 42, cho nên nó sẽ lùi lại các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn đó là ở khoảng quanh vùng 40 và sâu hơn sẽ là vùng 39 trên thực tế thì phiên giao dịch ngày 25 và 26 nó test vùng 39 có điểm phục hồi tuy nhiên phiên cái tuần ở đây thì các anh chị nhìn thấy là chúng ta xuất hiện một cây đến giờ nó lại đè lại vùng 39 như vậy thì một cây đến giờ này nó sẽ không nói lên xu hướng có thể là gì tuần tới nó ngay lập tức là nó sẽ có những cái điểm hồi gáp lên ở khoảng vùng 39 39.5 đó thì với cái điểm với cái tín hiệu như vậy thì chúng ta sẽ cho chỉ dẫn là gì cổ phiếu SSC sẽ kéo về khoảng quanh vùng 41 đến khoảng vùng 41.5 Tuy nhiên trong trường hợp nếu chúng ta xuất hiện một cái đến giờ và nó thủng vùng 38.5 Thì như vậy là chúng ta sẽ cho các cái chỉ dẫn kỹ thuật về các cái vùng hỗ trợ sâu hơn Cổ phiếu VGC Ở trong tuần thì chúng ta dự kiến điểm hỗ trợ kỹ thuật 53 Các anh chị nhìn thấy phiên giao dịch 24, 25 Thì về cơ bản là nó cũng suy soát ở quanh vùng 53 Tuy nhiên đến phiên ngày 27 và 28 thì như vậy là nó có bắt đầu nó có những điểm test về khoảng quanh vùng 52 À, với tín hiệu hiện tại tuần mới vùng 51.5 đến vùng 52 dự kiến sẽ là biên chỉnh cung mục tiêu test đi thành công vùng này sẽ hướng về vùng 53.5 đến khoảng quanh vùng 54. Cổ phiếu IDC à, nhìn chung thì Nhung đã có dự báo rồi à, nó sẽ có một cái điểm tích lũy à, trong tuần và à, điểm tích lũy đó thì chủ đạo quanh vùng 61 các anh chị và tuần này thì có điểm 60 tức là ở đây như vậy là hình thành ở trong tuần là biên 60 đến biên 61 là biên tích lũy và chúng ta nhìn thấy cây hai cây nến giờ ở kết thúc phiên ngày hôm nay và cây nến đặc biệt là cây nến giờ kết thúc phiên thì uh, cổ phiếu IDC thủng vùng 60 cho nên là nó sẽ hướng đến uh, trong trường hợp uh, canh các anh chị ở phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới chúng ta quan sát tín hiệu xuất hiện tiếp một cây nến hammer đỏ nữa thì như vậy là nó sẽ cho chúng ta chỉ dẫn là IDC nó sẽ uh, lùi lại ở khoảng quanh vùng 56.7 đến khoảng quanh vùng 57 test tích lũy ở đây uh, test tích lũy thành công thì cái đó chúng ta sẽ phân tích đảo long trong trường hợp nếu nó lấy lại được vùng 60 thì khả năng là nó sẽ tiếp tục sideways ở khoảng quanh vùng 60 đến khoảng vùng 61 và tiếp tục à, phân tích xu hướng các anh chị có những cái thời điểm mà cổ phiếu nó sideways thì chúng ta phải quan sát thôi chứ chúng ta không có cách nào khác tiếp là một mã cổ phiếu nó cũng nằm ở trong danh mục của bất động sản khu nghiệp thì chúng ta có dự báo ở vùng 24 24.2 thì phiên giao dịch ngày 24, 25, 26 về cơ bản là tiếp test tích lũy ở quanh vùng 24, 24, 2 khá là tích cực và đến phiên giao dịch ngày 27 thì tiếp bắt đầu có mức lực cầu đẩy ở ở cây đến giờ đầu phiên sau điểm tăng như vậy thì tiếp đã lùi lại ở vùng 24.8 đến vùng 25 để test tích lũy ở đây test lũy thành công ở vùng này thì như vậy chúng ta sẽ dự báo sẽ tiếp tục hướng về à, tuần tới thì khả năng nó sẽ còn các cái điểm S lại ở đây các anh chị nhé và sau các cái điểm F đó thì chúng ta sẽ dự báo là tiếp sẽ sớm, sớm break cái vùng cản 26. Và khi tiếp bách được cái vùng 26 rồi thì cái đó chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta phân tích các cái vùng à, kỹ thuật cao hơn. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm cổ phiếu thép. Thì uh, tuần từ phiên giao dịch khoảng 17 đến ngày 21 đó là cái tuần mà cổ phiếu thép thực hiện uh, các cái động thái gọi là động thái hướng đến vùng cản. À, vùng cản mạnh và vùng cản đó thì nó sẽ giúp cho nhóm thép à, phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo ví dụ như khi mà các anh chị view ở trên dạng tuần ngày thì chúng ta sẽ nắm được những cái nội dung đó gọi là mở trend đó các anh chị à, tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là ở trong cái tuần đó thì như vậy cổ phiếu thép à, đã à, rất là nỗ lực để mà chinh phục ở à, những cái vùng cản kỹ thuật à, tuy nhiên đến tuần này thì như vậy là tạm thời thì cổ phiếu thép nó đã phải lùi lại đúng không anh chị là phải lùi lại và nó chưa thể là thực hiện à, bứt qua được những cái vùng cản à, kỹ thuật đó HPG chúng ta dự kiến ở vùng 28.8 các anh chị này. À, tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy cây nến giờ thứ hai trong phiên giao dịch ngày 24 thì như vậy là HPG bị thủng ở vùng 28.8 cho nên nó sẽ hướng lại cái điểm hỗ trợ có xấu hơn ở vùng 28 2 đến vùng 28 4 Có điểm phục hồi. Tuy nhiên phiên kết tuần ở đây thì chúng ta lại thấy rằng là gì? HPG lại tiếp tục có một cái cây nến. À, các anh chị nếu mà chúng ta học về phân tích kỹ thuật thì chúng ta biết rồi, đây là một cây nến đỏ đặc, đây gọi là cây nến hammer đúng không ạ? Và điểm đóng nến là sâu nhất phiên. Thì một cây nến này nó không nói lên xu hướng và nó sẽ cần thêm một vài cây nến nữa kết hợp với cây nến này để chúng ta dự báo thế thì có trường hợp đây các anh chị để ý nhé đây cũng là một cây nến như vậy và sau đó thì nó có hai cây nến dích dích nhẹ nhẹ và đây nó có xuất hiện cây nến thứ ba nó phục hồi thì đây nó hoàn toàn tương tự như vậy như vậy thì tuần tới vùng 28.2, 28.4 chúng ta phân tích tiếp và trong trường hợp vùng 28.2 bị thủng thì nó có thể ép nhẹ về quanh vùng 28. <laughs> Cổ phiếu Nam Kim. Đây, Nam Kim thì trong tuần là chúng ta chú ý này cái vùng 25.3 vùng đó vẽ một cây nến vàng ở đây để mô phỏng cái gì trong trường hợp nếu tích lũy thành công thì như vậy Nam Kim sẽ bật nhưng mà trong trường hợp nếu Nam Kim chúng ta bị thất bại vùng 25.3 thì nó sẽ cho chỉ dẫn về vùng 24.5 đấy các anh chị và đây cây nến này là cây nến gì nó cho chỉ dẫn chúng ta về 24.5 và về cơ bản thì trong tuần nó đã tích lũy ở vùng 24 24.3 tích cực ở tuy nhiên chúng ta thấy rằng cây nến giờ kết thúc về ngày hôm nay thì nó cũng xuất hiện một cây nến cây nến đỏ đặc à, và điểm nóng nến thì nó cũng gần như là sâu nhất phiên Thế thì một cây nến nó không nói lên xu hướng thì có thể là nam kim nó sẽ dập dìu ở khoảng quanh vùng 23.5 và điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần ở trong tuần tới sẽ tính toán ở vùng 23 đến khoảng vùng 23.2. Ờ à, test đi thành công ở vùng này thì như vậy mục tiêu ở à, chúng ta lại tiếp tục hướng lại vùng cảng thuật ở khoảng quanh vùng 25. Cổ phiếu Hoa Sen HSG. <laughs> biên hỗ trợ kỹ thuật vùng 24.5 24.7 chúng ta dự báo ở đây và trong tuần thì nó lùi về vùng 24, có điểm phục hồi nhẹ nhưng cây nến kết thúc tuần à đây cũng là một cây nến bóng trên bóng dưới khá là cân bằng à, tuy nhiên điểm đóng nến thì nó lại à, thấp hơn so với điểm mở nến và tất nhiên là cái điểm này nó cũng chưa quá là xa với điểm 24. Nên có thể là gì? Đây các anh chị, à, chúng ta nhìn thấy đấy ạ. <laughs> Nên có thể là nó sẽ tiếp tục có một vài cây nến dập dìu ở đây vùng 23.5 đến vùng 24 tuần tới chúng ta sẽ tập trung để chúng ta dự báo và chúng ta phân tích thêm ở điểm này test đi thành công thì mục tiêu trong ngắn hạn vẫn là vùng 25.5 đến khoảng quanh vùng 26 đó là cản chéo à, cản ngang VGS ở trong tuần cây nến này là cây nến giả cái như này còn cây nến này mới là cây nến thật này tức là về mặt lý thuyết ở trong tuần VGS đã chính thức đạt được vùng 40 trên 40 tức là target kỹ thuật 4x mà không có phân tích ở trong cái thời gian vừa qua là đã chính thức đạt rồi hoàn thành rồi và sau cái target 4x đó thì như vậy là VGS đang có một nhịp một cái nhịp chỉnh cung và cây nến à, hai cái cây nến giờ ở trong phiên ngày hôm nay là hai cây nến mà À, lực bán đã bắt đầu có cái sự gia tăng ở đây các anh chị nhìn thấy đúng không ạ và tín hiệu đường MACD thì đang bị đỏ à, mặc dù là VGS có những điểm mà rút chân lên từ vùng 34 lên đến vùng 35.5 tức là nó rút khoảng tầm một nghìn rưỡi trên một cổ phiếu à, tuy nhiên với đà hiện tại thì khả năng là VGS sẽ quay trở lại à, nó sẽ quay trở lại vùng 34.5 đến khoảng vùng 35 và điểm sâu hơn thì nó hoàn toàn có thể nó quay trở về đây nó test nó thì phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này ở test đi thành công ở đây thì như vậy là nó sẽ dự kiến nó sẽ, lại có các cái điểm đảo long và các cái điểm đảo long đó thì nó sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 38 TLH ở trong tuần có nhịp kéo ngay từ phiên giao dịch của ngày thứ hai và đó đã hướng lại được ở trên cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 8.8 Tuy nhiên là với những cái gì nhanh quá nó cũng tốt đấy anh chị và trong tuần vừa qua thì về cơ bản là được mỗi phiên giao dịch ngoài 24 thôi và sau đó ngày 25, 26, 27, 28 và về cơ bản là nó gì nó quay lại nó chỉnh cung Thế thì um, phiên ngày hôm nay nó có một cây nến mà nó cũng là một cây nến hammer và nó bị thủng ở vùng 8 cho nên tuần tới khả năng là uh, TLH sẽ hướng đến ở khoảng quanh vùng 7.5 đến khoảng vùng 7.6. Uh, Test tính thành công ở vùng này thì vậy mục tiêu nó sẽ hướng lại ở khoảng quanh vùng 8.3 đến khoảng quanh vùng 8.4. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì đối với nhóm anh này thì hùng sẽ chia sẻ với các anh chị một chút xíu về cái chu kỳ sóng thì đối với thị trường chứng khoán thì các anh chị nắm được rồi chu kỳ sóng thông thường sẽ là hai năm và năm 2020 năm 2021 là hai năm mà à, thị trường chứng khoán khoán chúng ta bước vào một cái xu hướng uptrend và năm 22 và năm 23 thì như vậy là thị trường chứng khoán của chúng ta ở xu hướng downtrend và à, chúng ta có thể lấy chân sóng À, lớn của thị trường Ở tháng 11 của năm 2023 Thì với một cái chu kỳ 2 năm Thì chúng ta sẽ dự phóng là gì à, Tháng 11 của năm 2023 Cho đến tháng 11 của năm 2025 Đó là 2 năm mà dự báo Chu kỳ của thị trường chứng khoán sẽ bắt đầu tăng Thế còn chu kỳ của bất động sản Thì theo một số các chuyên gia dự báo Thì năm 2024 sẽ là đáy của bất động sản Thế thì uh, sau đó Thì thị trường bất động sản chúng ta sẽ túc tác đi lên Ở năm 2025 và năm 2026 đến năm 2027 sẽ là hai năm mà thị trường của bất động sản của chúng ta sẽ quay trở lại sôi động bởi vì với với chu kỳ 2 năm của thị trường chứng khoán thì năm hai hết năm 2025 là thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ tạo đỉnh và sẽ chốt và dòng tiền khi đã chốt khỏi thị trường chứng khoán thì nó có thể luân chuyển sang thị trường bất động sản và 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 năm 26 27 sẽ là năm hai năm sôi động của thị trường bất động sản. Đó và sau đó thì thị trường bất động sản sẽ bắt đầu à, tạo đỉnh ở khoảng 2027 và nó đi vào thoái trào ở năm 2029 thì đó là một cái một số cái dự báo sớm về mặt chu trình. Vậy thì đối với nhóm ngành bất động sản á thì trong thời điểm hiện tại có nghĩa là gì năm 2024 có thể là năm tiền đề, năm tạo đáy của à trên thực địa và đối với các cái mã cổ phiếu này nó cũng như vậy cho nên là chúng ta sẽ lưu ý là khi chúng ta nắm giữ cổ phiếu bất động sản dân cư thì chúng ta phải kiên nhẫn một tí các anh chị nhé chúng ta sẽ không thể vội vàng ở trong thời điểm hiện tại bởi vì chúng quan sát thấy là trong cái thời gian vừa qua thì tiền không vào ở nhóm ngành bất động sản dân cư và nó cứ dừng rằng dừng rằng dừng rằng dừng rằng như vậy thôi nó tích lũy và đối với nhóm ngành bất động sản dân cư thì nó chia thành hai tốt tốt một là các mã cổ phiếu đã chạy ví dụ đạt phương nam long kdh đó Thế còn top 2 là cái mã cổ phiếu chưa chạy ví dụ như đất xanh uh, DG Novaland PDR đó ví dụ như một số các mã nó đang tích lũy. Sao nó đang tích lũy vậy thì uh, chúng ta cứ bình tĩnh và cái quan điểm uh, đầu tư thì uh, chúng ta không thể nắm vội được. Và trồng một cái cây thì nó cũng phải có ngày nó phải chăm sóc rồi sau đó thì cây nó lớn lên rồi nó mới đơm hoa kết quả được đúng không ạ? chứ không phải là trồng một cái cây hôm nay chúng ta trồng một cái cây mà ngày mai chúng ta có quả luôn thì gần như nó cũng không có rồi cổ phiếu xeo ở trong tuần thì chúng ta có dự báo vùng 17.2 17 vùng tích lũy uh, hướng vùng cảng kỹ thuật 18 18.2 trên thực tế thì nó tích lũy được đến phiên giao dịch của ngày bao nhiêu nhỉ thậm chí là, về thực tế là nó tích lũy đến đến phiên ngày hôm nay các chị và hai cái nến giờ của phiên ngày hôm nay gọi là hai cái nến giờ kết thúc phiên của ngày hôm nay thì như vậy xe mới bị thủng ở vùng vải đóng cửa vùng 16.5, cho nên tuần tới sẽ tiếp tục uh, thực hiện ở vùng 16.5, điểm sau hơn sẽ là vùng 16. Cổ phiếu HDG uh, sau khi chia cổ tức, ngay anh chị nhá, chia cổ tức uh, ngày 24 tháng 6 trong tuần thứ hai chia cổ tức luôn. Thế thì sau khi chia cổ tức thì chúng ta phải dọn lại chạc kỹ thuật, đó là điểm cả kỹ thuật trên sau khi chia đó là vùng 30 và điểm hỗ trợ dưới là vùng 27.5. Điểm test 1 ở trong phiên giao dịch ngày 25 có phục hồi và tuy nhiên ở đây thì chúng ta nhìn thấy là phiên cái tuần thì như vậy nó cũng đang có xu hướng là quay trở về vùng 27.5 đến vùng 28. Test tích lũy thành công vùng này thì mục tiêu như vậy thôi, chúng ta lại hướng lại vùng 29.5 đến khoảng quanh vùng 30. <laughs> HDC trong tuần thì chúng ta bắt đầu quay trở về cái điểm hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt ở quanh vùng 28 28.5. 28, nó có điểm long 1 và nó điểm test hai trong phiên ngày hôm nay thì hdc cũng có thời điểm là gì đã ép xuống đến khoảng quanh vùng 28.2 đây và rút chân lên được vùng 28.85 với cách thức như vậy thì có thể tuần tới điểm 28.5 và điểm sâu hơn là vùng 28 tức là nôm na là vùng 28 28.3 28.5 vẫn là các cái điểm gì hỗ trợ kỹ thuật và chúng ta có thể thu âm nhẹ vùng này mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy hdc sẽ hướng lại vùng kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 30 Nam Long có điểm mà uh, test ở vùng đây là bao nhiêu 40 40.2 đúng không ạ và ta kỹ thuật một ở vùng 41.5 ta kỹ thuật hai ở vùng 43 thì trong tuần là nó đi được về đến vùng 42 các anh chị nha và nó lại quay trở về nó chỉnh cung và cây nến ngày hôm nay cũng là một cây nến giờ thuần về kỹ thuật thì các anh chị hiểu rồi đúng không ạ đây là một cây nến đinh ba rút chân lên với rông nến dưới tương đối dài ở đây là vùng 40.5, 40.7 khả năng nếu có uh, trong trường hợp mà nó tích cực thì nó chỉ uh, nó chỉ test lại ở đây này, nó chỉ test lại ở khoảng quanh vùng 41 này còn sâu hơn thì nó có thể là ép lại vùng 40.5, 40.7 đó và test đi thành công vùng này như vậy mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta lại gì 42.5 đến khoảng quanh vùng 43 cổ phiếu KDH cũng uh, phiên ngày hôm nay KDH kdh phiên ngày hôm nay cũng có một cây nến đinh ba rút chân lên ủa sao nó lại ra cổ phiếu này nhỉ có gì đó sai sai đây cái anh chị KDH đây <laughs> thì trong tuần tuần chúng ta dự báo điểm test 1 ở vùng 37 điểm test 2 vùng 36.4 và chúng ta nhìn thấy đấy từ phiên giao dịch ngày 24 đến ngày 28 thì về cơ bản là nó test ở vùng 36.4 rồi nó lại bật long và sau đó chạm đây thì nó lại nhồi long lên đó vào phiên ngày hôm nay hai cây đến giờ kết thúc phiên cũng như vậy có thời điểm là vùng 36.4 36.5 và kết thúc phiên thì nó hồi lên được vùng 36.9 với lực cầu khá là tích cực thì với quan điểm hiện tại như thế này thì KDH tuần tới sẽ có vùng 3.4 4, điểm sâu hơn sẽ là vùng 36 à, uh, test lý thành công ở điểm này mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta lại tiếp tục gì nữa hướng về vùng cản cái thuật 38 điểm xa hơn sẽ là vùng 39 chính là target tuần mà chúng ta đã có phân tích ở trong tuần vừa qua đạt phương sau khi chúng ta chia cổ tức thì như vậy là <laughs> đạt mắc lên đến khoảng quanh vùng 62.5 thì như vậy là chúng ta bắt đầu có một hành trình và hiện tại trong tuần vừa qua thì chúng ta dự báo điểm test 1 ở quanh vùng 59 để tiếp tục hướng lên vùng 62 cộng. Tuy nhiên các anh chị để ý thấy là cái điểm mà 59 nó đã bị thất bại ở trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai. Và khi cái điểm 59 nó bị thủng thì nó sẽ về đến điểm 57, 57 bị thủng thì nó sẽ về đến cái vùng 53.5 đến vùng 50 à 55.3 55.7. Và trong phiên kết tuần, hai cây nến giờ ở đây thì chúng ta nhìn thấy đây rồi, một cây nến này thì các anh chị cũng hiểu về cách phân tích kỹ thuật rồi, cho nên là tuần tới chúng ta sẽ hướng lại ở đây là vùng 53 chấm 52 52.5 đến khoảng quanh vùng 53 kỳ vọng là phương tích lũy thành công ở vùng này như vậy là mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn để chúng ta lại hướng lại vùng cái thuật ở vùng 57 đến khoảng quanh vùng 58 DG trong tuần vừa qua có điểm long có điểm sọc nói chung là có một nhịp và long lên rồi cũng có một cái nhịp và xuống đúng không ạ đây hỗ trợ vùng 2626.2 tạo điểm lo 1 lên quanh vùng 27 test lại điểm 2 và tạo điểm lo 2 lên vùng 27 27.5 ở trong phiên kết tuần thì đây là một cây nến giờ kéo này thì bây giờ nó quay trở lại nó test thôi và điểm 1 thì nó test lại vùng 26.5 26.6 đây và điểm 2 thì có thể tuần tới nó tiếp tục test lại vùng 26.2 uh, test thành công ở vùng này mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta vẫn hướng cái target kỹ thuật của DG về khoảng quanh vùng 28 cổ phiếu đất xanh đấy vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 15.8 và nó tích lũy gần như đất xanh tích lũy cả tuần ở quanh vùng 15.8 hướng về vùng 16.2 đây có điểm 16.2 và trong phiên ngày hôm nay thì đất xanh cũng có được cây đến giờ kết thúc phiên có thời điểm là vùng 15.6 và nó rút chân lên được đến vùng 16 thì về cơ bản là gì nó vẫn đảm bảo được cái tiến độ ở vùng 15.8 đến khoảng quanh vùng 16 tuần tới thì chúng ta kỳ vọng thôi ở vùng 15.5, 15.6, 15.8 đây uh, loanh quanh le ve ở những điểm này thì nó có thể nó gì nó sẽ quay trở lại test tích lũy một chút xíu nữa và mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì vẫn là 16.2 và điểm uh, xa xa hơn ở đây thì là vùng 16.5 <laughs> cổ phiếu Novalen uh, cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến về cơ bản thì Novaland vẫn đang uh, tích lũy thôi đấy trong tuần vừa qua nó tích lũy vùng 13 13.2 có bật lên ở đây có cái điểm gọi là long lên được vùng 13.8 tuy nhiên là cây đến hai cây đến giờ và các cái cây đến giờ liền sau nó sau cái điểm 13.8 thì về cơ bản nó lại về lùi lại đây và tuần tới lại vùng 13 13.2 cổ phiếu PDR trong ngắn hạn thì PDR cũng đang có một cái điểm mà uh, PDR của chúng ta cũng đang có một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây các anh chị ở khoảng quanh vùng 23.3 23.5. Đó. Tuần qua thì điểm 1 long, có điểm 2 long nhưng mà hai cây đến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì như vậy là xu hướng lại à, tuần tới lại vùng 23.3 23.5 tiếp tục test tích lũy, test thành công ở vùng này thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn vùng 25 25.3 đó là vùng cả kỹ thuật rồi và nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì hiện tại sau một cái quá trình mà dung rũ của thị trường các anh chị nhá thì thông thường khi mà thị trường phục hồi quay trở lại thì nhóm ngành chứng khoán sẽ là nhóm nhóm ngành chứng khoán sẽ là nhóm mà chúng ta sẽ có những cái gọi là những cái sự phục hồi sớm nhất ở trên thị trường sau cái quá trình phục hồi sau cái quá trình mà chúng ta tích lũy tạo nền tạo đáy các anh chị nhá <laughs> và với cái dự báo cá nhân đồng Hùng Lê thì khả năng tuần sau sau những cái điểm mà gì thị trường chúng ta ép uh, về các cái điểm hỗ trợ, ví dụ chỉ số VN-Index ta lùi về khoảng quanh vùng 1233 1235 á thì nhóm ngành chứng khoán sẽ tích lũy tạo nền tạo đáy và bắt đầu có xu hướng phục hồi thì nhóm chứng khoán sẽ uh, có sự phục hồi sau khoảng tầm 1 đến 2 phiên nữa. Tức là uh, nó sẽ rơi vào khoảng sau phiên giao dịch của ngày thứ tư thì dự báo sớm là như vậy. Anh chị Cổ phiếu VCI trong tuần chúng ta có dự báo vùng 47.8 đến vùng 48. Đây là biên hộ cho kỹ thuật và phiên ngày thứ hai thì nó thủng ở vùng này cho nên nó sẽ lùi lại ở vùng 45.5 và các anh chị nhìn thấy là từ phiên giao dịch ngày 24 cho đến phiên kết tuần thì về cơ bản là VCI uh, test tích lũy ở vùng 45.5 đến vùng 46 tích cực tuần tới 45.5 46 tiếp tục test ở điểm này, test tích lũy thành công và sau đó thì cổ phiếu đảo long vượt qua vùng 47 như vậy chúng ta sẽ hướng lại vùng 48 đến khoảng quanh vùng 49 cổ phiếu HCM ở vùng 27.8 thì các anh chị để ý thấy là cây nến giờ uh, thứ hai của phiên uh, của phiên ngày 24 thì nó đã bị thủng ở vùng 27.8 cho nên nó sẽ có những cái chỉ dẫn lùi lại và với cách uh, tiếp cận ở trong tuần vừa qua ở uh, đây là một cây nến nha các anh chị là đã, đã có những cái cây nến cây nến giờ này có thời điểm mà nó đã lấp hết toàn bộ cái uh, gọi là, là 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 cái cái sự sập sình ở trong tuần vừa qua tuy nhiên đóng cửa phiên thì như vậy là nó phải lùi lại vùng 26.2 bởi vì là nó xu hướng chung là cả thị trường thôi thì tuần tới là vùng 26 26.2 khả năng nó sẽ test tích lũy nhẹ nhàng ở đây và mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì sẽ hướng lại ở khoảng quanh vùng 28 cổ phiếu SSI thì như chúng ta đã có phân tích ở đây này có một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng hai 5 đây là một cái điểm à, 35.5, đó là một cái điểm mà gì? Trong trường hợp tích lũy thành công ở đây thì nó sẽ đảo long về vùng 36.5 nhưng mà trong trường hợp thủng ở đây thì như vậy nó sẽ cho chúng ta cái chỉ dẫn về vùng 34.7. Và sau khi vùng 34.7 à, các anh chị để ý thấy là vùng 34.7 mà nó bị thất bại thì nó sẽ tiếp tục cho chỉ dẫn về vùng 33.5, 33.6 và ở đây là vùng 33.8 thì khả năng tuần tới ở đây à, cái chỗ này các anh chị nhé đấy là điểm hỗ trợ kỹ thuật rồi test đi thành công mục tiêu ở vùng 34 rồi lại hồi lại vùng 35.5 thôi thị trường chứng khoán nó không có gì mới cả nó cứ vòng quay như vậy thôi hỗ trợ kháng cự kháng cự hỗ trợ rồi ở cổ phiếu SD trong tuần dự báo biên độ kỹ thuật 16, 16, 2 và điểm cả kỹ thuật 17 thì có điểm hỗ trợ trong phiên giao dịch ngày 24 và có điểm cản ở trong phiên giao dịch ngày 26. Sau đó lại test này và đây là những cây nến giờ gì ạ? À, cây đến giờ thoái lui. À, vậy thì tuần tới lại vùng 16. đó à, tại đây nó test tích lũy thành công đảo long đảo các thứ ngon lành thì như vậy là à, kỹ thuật lại hướng về quanh vùng 17 cổ phiếu FTS <laughs> trong tuần thì cho chỉ dẫn thứ nhất là vùng 44 thủng vùng 44 thì nó sẽ hướng về vùng 41.5 và cả tuần nó tích lũy vùng 41.5 cây nến ngày hôm nay cây nến giờ kết thúc phiên là có thời điểm là nó đã long lên đến vùng 42 anh chị nhé tức là khi mà nến này đóng ở trên vùng 42 tức là nó đã thể hiện cái tính tích cực có nghĩa là nó đã lấp được toàn bộ cái nền tích lũy trước đó của nó Tuy nhiên là đóng cửa thì nó lại lùi lại vùng 40.5 cho nên tuần tới sẽ là quanh vùng 40, khả năng sẽ tích lũy quanh vùng 40 và mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn đó, thì nó sẽ hướng lại cái điểm cản kỹ thuật quanh vùng 42. Và sau khi nó bứt uh, bứt được cái vùng 42 rồi thì khi đó thì chúng ta sẽ lần lượt rồi chúng ta xây các cái target kỹ thuật cao hơn. Cổ phiếu SHS trong tuần dự kiến tích lũy ở vùng 7.5. đấy anh chị, và đây là những cái cây nến này nó không phải đâu nhé Đây là những cây nến ảo ạ và tuần này với xu hướng hiện tại ở quanh vùng 16.5, điểm sâu hơn sẽ khả năng là sẽ vùng 16 test đi thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục hướng lại à ta cái kỹ thuật của nó ở đây ở khoảng quanh vùng 18 đến khoảng vùng 18.5. Cổ phiếu VIX. Đây cũng là một mã cổ phiếu có tính tạo lập khá là cao. Thủng vùng 17.4 sẽ hướng đến vùng 16.8, 16.8 thủng thì sẽ hướng đến vùng 16 và ở đây chúng ta có hai cây nến giờ à, nhìn về cơ bản và ba cây nến giờ nhìn về cơ bản thì khả năng tuần tới nó sẽ tiếp tục test lại quanh vùng 16, 16 2 test tích lũy thành công đảo long thì sẽ hướng lại vùng 16.8 đến khoảng quanh vùng 17 cổ phiếu AGR vùng 19.5 đúng không ạ dự báo theo tích lũy ở đây và nó bám biên được à, 3 phiên và phiên ngày 27 đến ngày 28 thì về cơ bản nó bắt đầu nó 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 nó, nó, xa cái vùng 19.5 và khi vùng 19.5 bị thất bại thì chúng ta sẽ hướng về vùng 17.8 đến vùng 18. Ở đây là AGR hôm nay cũng hình thành một cái cây nến à, búa với bóng trên và bóng dưới nó cũng tương đối là cân nhau. À, tuy nhiên điểm đóng nến thì vẫn là một điểm đóng nến đỏ cho nên tuần tới ở vùng 7.8 đến khoảng vùng 18 các anh chị quan sát để dự báo xu hướng tạo đáy của cổ phiếu AGR. VDS ở trong tuần dự báo vùng hỗ quanh vùng 21.5. À tuy nhiên chỉ dẫn 21.5 bị thất bại, chúng ta sẽ hướng đến vùng 19.7 đến vùng 20. Và tuần tới các anh chị lưu ý, đây là những cây nến mà bắt đầu có cái sự kháng cự quay trở lại cho nên là gì? Ở vùng 19.5 19.7 vùng 20 khả năng sẽ là vùng tạo đáy của VDS. Tết đi thành công dự kiến ở vùng 22.2 đến vùng 2.5 s ở đây là xem nào trả cái thuật của s đây chỉ dẫn 13.5 và khi điểm 13.5 bị thất bại rồi thì nó sẽ hướng về vùng 12.4 đến khoảng vùng 2.6 và chúng ta nhìn thấy trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì về cơ bản cái thế chủ động của ORS vẫn là thế sọc cho nên là gì tuần tới nó sẽ sọc về khoảng quanh vùng 12.4 và điểm xa hơn sẽ là vùng 12 cộng trừ 0.1 và khả năng thì ORS sẽ tích lũy tạo nền tạo đáy ở khoảng quanh vùng 12 12 cộng trừ 0.1 để bắt đầu cái xu hướng phục hồi cổ phiếu CTS CTS cũng là một mã cổ phiếu làm mưa làm gió ở trên thị trường trong cái thời gian mà gì nhóm ngành chứng khoán uh, phục hồi và đối với chỉ dẫn của cổ phiếu CTS ở vùng hỗ trợ thuật 42 trong trường hợp thủng 42 thì cây nến giờ đã nó đã thủng 42 đúng không ạ thì nó sẽ về vùng 40 thủng vùng 40 thì nó sẽ cho chúng ta chỉ dẫn tiếp theo ở vùng 37.3 đến vùng 38 và ở đây thì chúng ta thấy rằng là phiên ngày hôm nay thì CTS cũng có xuất hiện một cây nến cây nến bóng trên bóng dưới uh, khá là biên khá là rộng và thậm chí là trong phiên giao dịch của ngày 26 thì CTS cũng có một cái điểm ở mút nến về sát đến ở vùng 38, dưới vùng 38 một tí, cho nên là tuần tới thì khả năng là vùng 38 thì là nó sẽ phải test lại rồi. Và vùng 37.3 đến vùng 38 sẽ là biên hỗ trợ thuật kỳ vọng test tiếp lý thành công vùng này. CTS sẽ đảo lâu và mục tiêu trong ngắn hạn công về vùng 40, sau đó hướng về vùng cả thuật 42. hai uh, cổ phiếu MBS với cổ phiếu MBS thì chúng ta có cái chỉ dẫn kỹ thuật như nào anh chị à, chúng ta sẽ xem lại các bản tin tuần thôi à, quan điểm rất rõ ràng đó là gì Để chỉ dẫn kỹ thuật ở vùng 34.2 và trong trường hợp thất lại ở vùng 34.2 này rồi thì đương nhiên là nó làm sao nó long được của anh chị Ở vùng 34.2 nó thất bại thì nó sẽ phải lùi lại vùng mươi 33 điểm 33 sẽ tiếp tục test cung chỉnh nền và trong trường hợp vùng 33 này mà không trụ được thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về vùng 31 và hiện tại về đến vùng 31 rồi thì đã phải là đáy chưa? Chưa chắc, đã là phải là đáy đó các anh chị. Đó, cái câu chuyện nó là như vậy, chúng ta không phải là nhà tạo lập. Cho nên chúng ta đừng có vội vàng chúng ta phán đoán bất kể một cái cái gì là 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 như vậy đúng không ạ? À, là đáy hay là đỉnh hay như nào đó. Thế thì ở đây là MBS của chúng ta có một cái điểm mà lùi lại ở vùng 31 đây. Các anh chị nhìn thấy đây đúng không ạ? Và chúng ta để ý thấy là đây là một cái cây nến, à, đây là một cây nến búa với bóng trên bóng dưới à, khá là cân bằng nhau. Đó và vùng ở đây là vùng 31 này, anh chị nhìn thấy đây là vùng 31 nên nó sẽ tiếp tục à tiếp tục test quay trở lại đây. Tuần tới vùng 30.5 đến vùng 31. Đấy cây nến này rút chân lên nhưng khả năng là vùng 30.5 nó vẫn sẽ còn có những điểm test lại đúng không ạ? Và điểm sâu hơn, chúng ta lưu ý ở vùng 29.5 vùng 30. Đó và uh, quá trình tích lũy tạo nên của cổ phiếu thì nó cũng cần thời gian, nó không thể là một cây nến giờ hoặc là cũng không thể là một cây nến ngày mà đôi lúc nó cần nhiều cây nến giờ hoặc nó cần nhiều cây nến ngày. Các anh chị lưu ý là như vậy. Rồi. Vậy thì uh, chúng ta tổng kết lại là xu hướng tuần vừa qua thì như vậy là chúng ta tạm dừng ở tất cả các cái nội dung phân tích về các mã cổ phiếu ở đây. Thì các anh chị lưu ý ở trong tuần tới uh, tuần giao dịch đầu tiên của tháng 7 thì với cái tâm thế vị thế hiện tại như thế này thì có khả năng thị trường của chúng ta sẽ có thêm một đến hai nhịp nhún. Và các nhịp nhún đó thì nó có thể xuất hiện ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba để uh, test về à, những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật mạnh. Ví dụ chỉ số VNI à, của chúng ta thì nó sẽ test về ở khoảng quanh vùng 1233 đến vùng 1235 và à, chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh thì như đầu bản tin tuần thì cũng đã, đã có phân tích các anh chị rất là chi tiết rồi. Chúng ta lưu ý và chúng ta quản trị rủi ro tài khoản. Đặc biệt là với những cái tài khoản mà chúng ta đang full bạc tin các anh chị có thể chủ động để chúng ta hạ bớt bạc tin để chúng ta tránh những cái phiên mà thị trường họ khoét sâu xuống thì chúng ta bị cô và à, chúng ta bị bán ra những cái vị thế không đáng có mà trong một cái quá trình đầu tư nó là một cái cuộc thi đấu về mặt tâm lý rất là dài các anh chị và chúng ta phải chuẩn bị kiến thức tiền bạc rồi chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ để làm sao đó trên cái con đường mà chúng ta đi à, chúng ta đi chậm đi chắc đi bền và đi dài được ở trên thị trường chứng khoán đó là một cái cái điều rất là khó và không phải nhà đầu tư nào cũng làm được đâu phải có những cái nhà đầu tư họ thực sự kiên nhẫn và họ thực sự ham học họ thực sự trang bị cho mình những cái kiến thức những cái kỹ năng à, để sinh tồn ở trên thị trường chứng khoán thì như vậy đó mới là những cái nhà đầu tư kỳ cựu và đó mới chính là những cái uh, gọi là những gọi là những con cá mập mà sau này nó sẽ đầu tiên nó sẽ thành con cá nhỏ nhỏ xong đấy nó thành nó thành con cá to to và cuối cùng nó mới thành được những con cá mập đúng không chị và khi chúng ta tích lũy đủ kiến thức kinh nghiệm rồi và chúng ta có một cái thời gian thực hành ở trên thị trường chứng khoán thì dần dần thì chúng ta sẽ kiếm được tiền ở trên đó thôi thì bản tin tuần này xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chúc anh chị em nhà đầu tư có một tuần mới khởi động của tháng 7 giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn.